mấy chỗ mới ngon hả? Con gái con đứa là sao uống ít thôi, đừng có uống nhiều như vậy, đi đường là rất nguy hiểm đấy. Mặc phong hành thế này nữa dễ bị cảm đấy. Có chuyện gì thế nhở? Sao mình lại cảm thấy đau tim quá, trái tim cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bố ơi, như thế này là sao hả bố? Này, cô tỉnh chưa đấy, mặt đỏ hết lên vậy này. Tôi còn lâu mới say nhá. Đi tăng nữa. Ai phải can đảm lắm mới dám yêu cô đấy. Còn gái con đứa kiểu gì, uống nhiều thế không biết. Đi tăng nữa. Mà nhìn cái mặt lợn này cũng buồn cười đấy chứ. Cô xinh đẹp như thế này mà dám nói mặt tôi là mặt heo, mặt lợn hả? Ơi. Này, rốt cuộc là cô nặng mấy tạ đấy hả? Anh dám nói tôi mấy tạ à? Cái đồ. Ăn ít thôi nhá, còn gái con đứa kiểu gì. Alo, tôi đây. Việc cô nhờ tôi ấy, tôi nghĩ cô sẽ rất sốc khi biết tin này về chủ tịch Toàn đấy. Tin gì? Cậu nói nhanh đi. Tôi sẽ gửi cho cô ngay sau khi tôi nhận được tiền. Ok, 2 phút nữa tiền vào tài khoản nhé. Tiền đã chuyển khoản, anh nói đi. Tôi đã theo dõi và tìm hiểu chủ tịch Toàn. Theo như tôi thấy, anh ta khá là thân thiết với một cô nhân viên thử việc mới của công ty. Và tôi nghĩ không phải mối quan hệ giữa sếp và nhân viên. Cậu đã chụp ảnh lại chưa? Gửi lại cho tôi luôn nhé. Tới nhà cô chưa? Tới nhà tôi rồi. Cảm ơn anh. Hôm nay cô lịch sự thế. Hôm trước ấy thì hết đánh chửi người ta, rồi còn lao vào nhà người ta, đuổi người ta ra ngoài nữa. Cô thì giỏi rồi. Chuyện đó anh thủ dai đấy. Chẳng qua hôm đó là vì tôi say rượu nên mới hành động như thế chứ bộ. Thôi, coi như là kiếp trước tôi nợ cô, cho nên kiếp này tôi phải trả. Cô vào nhà đi. Hay là anh... Ai gọi cho anh vậy? Alo, anh nghe này. Em giờ này sao rồi? Anh mới về Việt Nam. Anh nhớ rồi, mà này, mặc ấm vào nhá, đừng làm việc quá khuya đấy, em sẽ bị ốm đấy. Anh ta cũng có lúc như thế này sao? Không giống chủ tịch Toàn chút nào cả. Không cười nữa. Sao bình thường với mình lúc nào cũng hung dữ. Thật là cảm thấy khó chịu. Rồi. Cái con người này lạ thật đấy. Đưa về tận cửa nhà rồi mà không mời người ta vào trong uống một ly trà được à? Cậu nhớ đấy. Mình đâu ở đây? Chẳng lẽ mình thích anh ta sao? Nhưng sao lần này khác với những lần mình thích người khác tới vậy? Cô em này, cái loại người như em ấy không bao giờ anh thích cả. Con gái con đứa là sao uống ít thôi, đừng có uống nhiều như vậy, đi đường là rất nguy hiểm đấy. Tỉnh táo lại đi, mày và anh ấy khác nhau.
đừng có hy vọng nữa. Hãy tập trung vào công việc. Cố lên, fighting. Sáng nay cô ta làm gì mà không đi làm nhỉ? Không biết là chiều có đi làm không? Chủ tịch ạ. Chủ tịch ơi, trời lạnh này chủ tịch ra đây làm gì vậy ạ? Tôi đi hơi sớm, đang đi qua đi lại vài vòng để tập thể dục cho nó khỏe người ấy mà. Trời ơi, chủ tịch ạ, em với chủ tịch có sở thích giống nhau là yêu thể dục thể thao đấy ạ. Chủ tịch ơi, hay là em với chủ tịch đứng đây nhảy về phòng tí nhá. Thôi, cậu thông cảm nhá. Thôi tập nãy giờ là đủ rồi, cậu cứ tập tự nhiên đi. Chủ tịch, chủ tịch. Ai đây? Chủ tịch Quân, anh tới đây làm gì thế? Tôi đến để gặp chủ tịch công ty anh. Ngày xưa anh ngoài phong lẫm liệt lắm cơ mà. Anh hét một tiếng thì bao nhiêu người phải dạ. Anh hô một tiếng thôi là trăm người phải vâng dạ anh. Tôi có nhớ là anh đến công ty này, anh thấy tôi cúi chào anh cẩn thận, mà anh còn tỏ vẻ khinh thường tôi nữa cơ mà. Sao? Anh nhớ không? Anh này, chủ tịch ơi, chủ tịch có thể chiếu cố cho em về mặt kế hoạch lần này được không ạ? Muốn sống ở trên thương trường ấy thì không phải chỉ dựa vào cái miệng đâu, mà còn cần phải có năng lực nữa. Ở cậu ấy thì tôi không hề thấy điều đó. Mà cậu về cho tôi không tiện. Ông đã từng nói với tôi là muốn sống được ở trên thương trường này không chỉ là có mồm mép mà cần có cả năng lực nữa. Sao bây giờ khổ thế? Tôi, chuyện đó là chuyện cũ. Hồi đó tôi có hơi... Sao? Bây giờ anh đi xin nhiều nơi mà họ không nhận à? Đại gia Hà Thành. Chuyện đó, làm sao mà cậu biết? Tôi biết chứ. Tôi đã hỏi những đối tác này, những đối thủ công ty anh. Và tôi nắm rõ tình trạng của công ty anh rơi vào cảnh nợ nần. Anh phải bán hết tất cả đi để cầm cố. Khổ quá. Nhưng mà này, nói cho nghe nhá, không ai dạy gì vào giúp anh thời điểm này đâu. Chẳng khác gì ném cơm cho cá biển cả. Khổ lắm. Cậu Đức này, cậu nể tình tôi từng có giao hảo với cố chủ tịch. Thôi, cậu đi về đi. Chủ tịch mới của tôi ấy, không dạy gì mà giúp anh đâu. Gặp làm gì cho mất công. Bảo vệ tiễn khách. Anh về nhá. Cô ơi, cô cho tôi hỏi, cô có phải là nhân viên của công ty này không ạ? Dạ vâng, anh là... Tôi là chủ tịch của tập đoàn Hưng Thịnh ạ. Tôi đến đây có việc cần gặp chủ tịch Toàn ạ. Chủ tịch của tập đoàn Hưng Thịnh nổi tiếng là anh sao? Vâng, là tôi ạ. Anh là chủ tịch của tập đoàn Hưng Thịnh sao? Đúng vậy. Tôi đến đây vì dự án đã dang dở, thì công ty rơi vào hoàn cảnh phá sản. Vậy à? Phải. Mà anh xem, như cậu đã thấy, dự án này là một dự án rất là tiềm năng, có cơ hội phát triển trong tương lai. Nếu như cậu đổ tiền vào đầu tư ấy, thì sẽ có lợi cho cả công ty tôi và công ty cậu. Chủ tịch ơi, chủ tịch đừng tin anh ta. Nghe nói nhá, công ty anh ta nợ nhiều lắm. Chúng ta mà dính vào nhá thì không có lợi gì đâu, còn bị công ty ta kéo xuống nữa cơ, làm mất lòng tin của công ty đối thủ Vương Hưng Thịnh đấy. Dù sao thì trước đây công ty tôi đã giúp công ty cậu một lần, mong rằng lần này chủ tịch có thể đầu tư vào dự án, coi như là cậu giúp lại công ty tôi. Chuyện này tôi cần phải suy nghĩ thêm, vì số tiền đầu tư vào dự án này là không hề nhỏ. Tôi hiểu rồi, dù chỉ còn 1%, tôi vẫn hy vọng cậu sẽ vì mối quan hệ giao hảo cũ giữa hai công ty. Tôi xin phép. Cái cô này, cái cô này. Này,
Ai bảo cô dẫn anh ta vào gặp chủ tịch hả? Người ta không tránh được thì thôi, còn cô ấy cứ muốn làm khó chủ tịch thôi, chủ tịch nhờ. Nhưng mà tôi thấy mọi chuyện đang không đơn giản như anh nghĩ đâu. Cô không biết gì mà nói. Chủ tịch ơi, tốt nhất ấy, anh cứ nói thẳng với anh ta đi. Đừng để anh ta đến đây làm phiền nữa, như bao nhiêu người khác, mệt lắm. Có chuyện đó sao? Cô Dương, có phải là cô đang suy nghĩ điều gì à? Chủ tịch, anh hãy nhận lời với chủ tịch Quân đi. Điều đó sẽ rất có lợi cho công ty của chúng ta sau này. Vì sao? Cô không biết gì mà còn hay nói. Này, cái việc này nó không đơn giản. Với cả một nhân viên chưa đủ trình độ như cô ấy, không đủ tư cách để xen vào đâu. Cô Đức, cô nói tiếp đi. Vì sao tôi lại lên đầu tư? Theo như tôi quan sát, thì tôi thấy chủ tịch Quân vẫn đeo đồng hồ đeo tay. Và chiếc đồng hồ này có giá đắt đỏ trên thị trường. Đồng thời, tôi đã gặp chủ tịch Quân ở dưới hầm để xe của tòa nhà này. Và anh ta đi từ hướng khu để xe dành cho ô tô hạng VIP. Này, ý cô nói vậy là sao đấy? Nếu như chủ tịch Quân đã phải bán tất cả để trả nợ, đến nỗi phải mặc một bộ quần áo cũ, thì tại sao xe sang và đồng hồ đắt đỏ như vậy lại không bán? Lúc nãy tôi có lướt nhanh thông tin về tập đoàn Hưng Thịnh, thì đa số các thông tin đều là để đánh lạc hướng dư luận. Còn những trang tin chính thống thì chưa hề đưa một tin nào về việc Hưng Thịnh phá sản cả. Điều đó chứng tỏ chủ tịch Quân lên tới 99% là giả vờ phá sản. Và mục đích của việc này chính là để sàng lọc các đối tác thân cận và đáng tin để chuẩn bị cho một dự án bom tấn năm 2025 mà Hưng Thịnh đã nhắc tới vào năm ngoái. Cô nói rất đúng, cô khiến tôi ngạc nhiên đấy. Cũng chỉ là những con cá mù, không biết đại dương này còn rộng. Alo tôi nghe. Alo, chủ tịch Quân đấy ạ. Cậu đã đưa ra quyết định xong rồi sao? Không cần nói đâu, tôi đã biết kết quả rồi. Tôi quyết định đầu tư vào dự án giang dở của anh. Sao? Cậu nói sao cơ? Cậu đồng ý đầu tư vào dự án của tôi á? Nhưng cậu không biết nó nguy hiểm thế nào à? Vì tôi tin vào những quyết định của cố chủ tịch. Ông ấy đã từng rất tin tưởng anh và tín nhiệm anh. Cho nên tôi tin rằng anh đủ sức mạnh để vượt qua mọi chuyện hiện tại. Anh yên tâm đi. Tôi sẽ cho bên thư ký làm việc, làm hợp đồng và chuyển tiền cho anh ngay trong ngày hôm nay. Cậu đã chắc chắn vào quyết định của mình chưa? Thương trường là chiến trường đó. Nhưng đoàn kết sẽ chiến thắng. Cậu đúng là khác biệt với những người khác mà. Cuối cùng thì tôi đã tìm được một người cộng sự tốt rồi. Kể ra cô gái này rất thú vị. Không ngờ cô ấy có thể phán đoán nhanh nhẹn, không kém gì mình. Là vì cô tạp vụ pha nhầm vị. Nếu như cô thích thì cứ uống đi. Là không hợp vị nên mới cho tôi chứ gì. Khó ưa. Chúc mừng cô. Nhờ góp ý của cô với việc ký hợp đồng với bên Hưng Thịnh mà bây giờ chúng ta đã thành một đối tác lớn của bên Hưng Thịnh rồi. Đúng như lời cô nói, chủ tịch Quân chỉ là giả vờ để thử lòng mà thôi. Thật như vậy à? Ôi, bất ngờ quá. Cô đã qua thử việc trước thời hạn và được thưởng thêm 2 tháng lương. Nhờ cô đóng góp tích cực đấy. Có thật không ạ? Cảm ơn chủ tịch. Cảm ơn chủ tịch. Cô làm cái gì đấy? Tôi xin lỗi, tại tôi vui quá, tôi quên mất. Cảm ơn chủ tịch ạ. Con Danh này, mới về công ty làm được vài tháng thôi mà lấy lòng được chủ tịch rồi. Alo, tôi nghe. Chào anh. Tôi là bạn gái của chủ tịch Toàn. Cái gì? Tôi có việc muốn nhờ anh.